trở lại với Tao Bao TV. Thế nhà mình nhà nhiều lợn lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 con lợn. Hôm nay mà để cả quân đi chơi lớn không nhỉ? Đó là làm chưa giới lục cả con. Vớ vẩn. Không phải đâu. Bên chuồng lợn đây thì bọn này nó hơi nhỏ chưa bán được. Nhưng mà bọn kia kìa, hơn một tạ con rồi mà bố mình không chịu bán đi, thì cứ bảo đợi giá cao ấy. Nhưng mà lợn càng ngày càng xuống rồi, mình theo nghiên cứu thiên văn địa lý ấy, thì giá lợn càng ngày càng xuống. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định thay mặt bố mình bán lợn. Hả? Vượt trước rồi. Ừ. Thay mặt bố anh. Sẽ bán lợn hộ bố mình. Tại bố mình không chịu bán, quyết định nuôi đến tại giữa anh mình bán. Lúc đấy là mình thông qua toán học để tính ra là tiền cám với tiền công là lỗ rất là nhiều. Thế nên là có lợn một tích mỡ rồi. Hả? Thế nên là nhân lúc hôm nay bố mình đi vắng thì mình thay mặt mẹ mình bán số lợn này đi. 2, 4, 5 con này. Tí nữa lấy tiền để lấy tiền để thay mặt. Anh phải cho em chứ. Em cho lợn anh, nhà anh một ca lợn gì? Một ca cám. Ờ, đi cho 2 triệu. Không. Không, cái mông cho ghẻ. Lợn mày à? Lợn mày. Thì em bán hộ. Tao mới là bán người bán hộ. Thì em bán cùng phải cho em 2 triệu chứ. 20, lấy không? 2 triệu. 200. Ok. Nhanh thế, không làm mà vẫn có 200 còn gì nữa. Hôm nay mình quyết định thay mặt bố mình để bán lợn, lấy tiền đưa cho mẹ mình để xem về bố mình có phản ứng gì không nha mọi người nhé. Tại vì nếu mà không bán cái đống này đi ấy, là nó sẽ bị lỗ. Lợn bây giờ có giá có hơn 50 thôi, giá lợn hơi đấy. Thế nên là phải bán gấp. Tình hình cứ dịch bệnh như thế này thì càng ngày lợn càng xuống thôi. Bây giờ mình ngồi đây nha, để tao đi gọi thì lái buôn đến. Em ngồi đây nha, bố anh về, bố anh cho em một cái bảng đỏ cho em. Ngồi đây, bố tao hôm nay đi kia rồi thì ăn dỗ thôi. Ok. Không, đấy đâu. Đi ăn dỗ tại Covid mà có gì anh chịu ít người thế nên là bố mình đi cả ngày. Yes. Ừ. Không phải như lần trước đấy. Không, nhưng mà bây giờ phải tính xem là bán bao nhiêu một cuộc. Lợn này á? Lợn này thôi đôi 4, 5 con phải bán 3 triệu một con à? 3 triệu? Điên này. Bây giờ phải tính lợn tầm này là phải được khoảng tầm 1 tạ rồi, tạ đến tạ mút. Mà coi như 4 triệu 5 triệu đi. Giá hơn 50 để mình xem giá lợn hơi đã. Không biết giá. Không. Mình cứ ra Google xem giá lợn hơi bao nhiêu. Giá lợn. Lợn hôm nay. Giá heo hơi. Tại Hưng Yên, Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng, đưa giá heo hơi lên khoảng 56 đến 59.000 đồng 1 kg. À, thế thì vậy là mỗi con được có 500.000. Điên à? 50, thưa mình cứ tính giá trung bình là 55 đi. Tạ là 5 triệu rưỡi một con đấy. 5 con này thôi cứ tụi mình 25 triệu. Thôi, chị thế ạ. 25 triệu 200. Cho anh 5 triệu. Hai triệu 200. Ok, bán được với cái giá này là bán được mọi người ạ. Theo mình tính thiên văn địa lý. 5 triệu 200. Đấy, thiên văn địa lý ấy, nếu mà không bán là sẽ lỗ. Nên là sẽ quyết định bán để đưa tiền cho mẹ mình. Chứ bố mình thật ra là cứ quyết định nuôi để tốn cám đi mà. Ở đây nhá, để đi. Bây giờ mình sẽ bố gọi anh không biết lái, đi gọi lái buôn. Thank you.
là năm con này thì mua mua như thế nào? Năm con đây đi. Đó. Ui. Làm được 2 cái rồi. Vâng. Có mấy con đây thì chả mình xem tính bao nhiêu cân con thì tính luôn mà đi nhanh thì theo. Lợn này thì anh biết cái bắt cốt cho mình thì chú biết đấy, kiểu này có lứa nào mà lứa anh không bắt ở đây đẹp thì anh mua đẹp, xấu thì anh mua xấu. Tiêu linh giá 55 à mà không bây giờ năm thì bắt được rồi. Thế thì bây giờ bán tù mù thì không phải cân một con này, bây giờ tính cũng là tính bao nhiêu cân một con? Tạ ba. Không, hai con này phải tạ 6. Không được cả bà. Thế tính bao nhiêu? Này chắc là tầm tạ lẻ thôi. Tạ lẻ á? Ừ, chắc là tầm hết cân thì tầm 105 cân gì đấy. 105 đâu phải cân. Thế thì không phải cân, cứ tính tù mù 105 thất. 105 cân một con. Một con, 5 con. Nhân với cái giá. Giá là bao nhiêu chú? 105. Nhân với giá mấy giá chú rồi này bắt được 54. 5 triệu 670 nghìn. Một con. Một con. Tối ra là 28 triệu 350 nghìn. Chưa nhân đôi thì nó mới làm. Cứ ok thì tầm 5 triệu 650 của con thì đấy. Đồ đồ thì toàn phải phân 650 nhân 5. Vâng. Ok luôn. Để ra cho mỗi con 1 triệu nhé. Không, ra hàng mỗi con 50 thôi. Chú có mua nốt đàn bên này không? Ah!
Hiểu luôn. Bây giờ hiện đại bắt lợn không phải lôi chân ngày xưa. Cái gì cũng to nhỉ. Mua bán anh em mình nhanh lắm. Gọn. Đi ra hàng xong tay nhá. Ok. Năm con là nhân với 5650 28.250.000 thì bớt cho anh 250.000. Ôi giời, sâu sành quá. Chứ mình mua bán là phải nhanh. Đây là 28 triệu này. Đây là 8 triệu. 8 triệu. Đây là 10 triệu. Đây là 10 triệu là 20 triệu này. 28 triệu. Ok. Đấy. Nhớ cái gì? Tổng là 5 con. 5 con nhân với lại, nếu mà là 105 cân rồi phải nhân lại xem nào. 105 nhân 5 con. Này. Chuyện này quỷ không? Chuyện này quỷ không? Cái gì? Này. Cái gì? Rồi ra chủ đích. Chuyện này quỷ không? Sao lại quỷ em? Chuyện này em làm chơi. Này 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 này. Bỏ ra. Chuyện này em làm chơi. Tiền nào mình làm chơi? Đây. Anh thích chủ nhá. Không à. Thế bỏ ra. Tiền rơi từ đây. Lão tuyệt thật. Im. Đây nha. 28 triệu. Cho mày lỗ 100 à? Cho mày 200 nghìn. Dạ. Anh đã được xem. Để tao nhân lại xem còn thiếu tiền không, còn đuổi theo còn kịp. 5 con này. Nhân này. Giả lại 100 rồi. Giá 54, 105 cân, 105 nhân với lệ. Đây. Nhá, im để tôi nhân này. 5 con, 105 cân. 5 nhân 105 525 cân nhân với giá 54. 28 triệu 350. Ô, sao lúc nãy lại tính ra 28 triệu 250 nhỉ? Nhưng mà anh trả em 100 em làm chơi. Im. Anh tính thử xem. Mình ra hàng cho 250.000 là còn 28 triệu. Lỗ mất 100 mà thôi được. Thế là ổn. Bây giờ nhá, mời 200. Tao 200. Nhưng cái 100 này, của em. Công bán lượng 200. Tao 200. Còn đây là của mẹ tao tất. Nhưng mà công em đuổi lợn. Đấy. Đây này em trông lợn. Còn công đuổi lợn nữa cơ. Công trông lợn 100, công đuổi lợn 100. Nhưng mà 100 em làm dưới. Thì em không được công mà. Hả? 100 nào mày cứ mày làm dưới. Anh cứ tính em. Tính cái gì? Trả đây. Chứ còn thế. Bán lợn. Sao bán lợn của bố mẹ? Lợn đến con hôm trước con bảo bán đi thì chẳng bán. Bán được con bố mẹ nhà mình bán đi, bây giờ ở nhà thì bán trộm. Bán trộm đâu? Bố. Thế thì không có ai nhà chẳng là bán trộm à? Không, bán thì đấy, tiền đây, trộm đâu, trộm thì phải lấy tiền chứ. Mà thấy là bán được bao nhiêu tiền đây? 28 triệu. 28 triệu thì còn 27.6 triệu. Sao lại thế? Bớt cho người ta. Bớt cho người ta 250.000 thì còn đây là 27.600.000. 27.600.000 thì lợn đến đấy thì bán, thì con thương bố thương mẹ thì con mới phải bán bớt đi đỡ phải nuôi. Nuôi này chuột cái kia. Nhưng mà để bố mẹ về mới bán chứ. Để bố mẹ bán đâu. Cứ để nuôi. Nuôi vừa thứ nhất to nhá, tốn cám, đúng không? Cám.
cám mà bây giờ lợn càng ngày càng rẻ, con bán được giá 54 đấy. Phải điện cho bố mẹ chứ, điện cho bố mẹ. Điện lại không phải bán đâu, giá đợi giá nó lên, không lên được đâu. Lỗ. Giá lên 60 mới bán thì bán. 60 gì, chuẩn bị xuống 4 mấy rồi. Xuống 4 mấy rồi, đây, đấy, 28 triệu đấy này. Thì bà cất đi. Đấy, ở nhà thì bán trộm lợn. Thôi đừng đừng bảo bố con bán trộm, về bảo mẹ, mẹ bảo mẹ bán đấy. Bố mẹ chửi tao chết, tao bán lợn không hỏi bố chửi chết. Thì bảo là người ta, à bảo một con sắp chết rồi bán gấp. Được rồi lên đấy, có tiền thì cười ngay. Sao bán ông, hỏi nhá. Ông cứ thấy tiền là ông cười ngay. Cười đâu chết một con đang bán đấy. Cứ bảo. Thôi thằng bao đệ nữa, ở nhà rủ nhau đi bán lợn trộm. Cứ bảo bố là một con nó gần chết, tôi mới gọi lái buôn lên tôi bán bọc rồi. Bán này ở nhà có việc gì đâu, cũng phải ở nhà như mày. Thì mẹ lừa bố như thế chứ. Thì con phải đổi cho mẹ bán chứ. Chứ không đổi thế thì bố có bán đâu, bố định nuôi lên tạ rưỡi. Thì bây giờ tạ rưỡi nhá, mỗi con ăn hết mấy bao cám nữa thì lại mất 40 triệu đi. Chục triệu đi lại hết Covid lợn nó đắt. Hết Covid à? Hết Covid thì mấy đàn lợn này cũng lớn thịt ra lò mổ hết rồi. Rồi ạ, đi làm có nửa ngày về bán hết cả lợn. Thế được rồi, khỏi. Ai chưa thì giấu mất mấy trăm nghìn đấy. Giấu luôn một giấu. Đấy. Thấy chưa? Những cái công việc gì không giải quyết được thì lại phải đến tay mình hết. À nhá. Bây giờ mình tính sơ sơ, tức là mình không phải bán trộm mà mình thay mặt mẹ mình bán lợn cho bố mình. Đấy, xong đưa tiền cho mẹ mình. Xong đưa tiền cho mẹ mình, đưa cho bố mình. Thế là ok, vừa hợp tình cái là bố mẹ đỡ phải nuôi nhiều lợn, đỡ mệt. Đấy, vừa hợp lý cái nữa là tiền đường nào bố mình bán lợn cũng đưa tiền cho mẹ mình. Đấy. Ok không? Wow, ok. Cứ mỗi lần nào bán lợn anh lên gọi em lên nhé. Được cái vai lý. Còn một đàn nữa.